Chuyện tình 4 năm yêu trong bí mật của Puka và Jin Tuấn Kiệt hé lộ lý do chia tay bạn trai cũ. Thông tin Jin Tuấn Kiệt và Puka chuẩn bị làm đám cưới được công bố vào tối 6 tháng 9 vừa qua đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới nghệ sĩ. Hàng loạt sao Việt như Thu Trang, Tiến Luận, Huỳnh Lập, BB Trần, Duy Khánh, Hòa Minzy liên tục gửi lời chúc mừng và háo hức chờ đợi tham gia ngày vui của cặp đôi. Jin Tuấn Kiệt sinh năm 1994 là một ca sĩ, diễn viên. Anh nổi tiếng sau khi tham gia sitcom nổi tiếng Gia đình là số 1, phiên bản Việt vào năm 2018. Jin thu hút nhiều fan nữ nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát ngọt ngào nhưng tính cách lại cực kỳ hài hước, mặn mòi. Puka sinh năm 1989 là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả phim truyền hình phía Nam và các chương trình game show. Cô từng đoạt giải Á quân trong chương trình Cười Xuyên Việt. Được yêu mến bởi tính cách hài hước, tương tự và cách nói chuyện đáng yêu, Puka cũng thường xuyên được nhận xét sở hữu ngoại hình trẻ trung hắc tuổi. Trước khi chính thức công khai, Jin Tuấn Kiệt và Puka đã có thời gian yêu đương bí mật. Puka và Jin Tuấn Kiệt vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020. Dù người trong cuộc luôn né tránh khi được hỏi về tin đồn, nhưng cộng đồng mạng đã liên tục soi ra những điểm bất thường trong mối quan hệ của hai người. Đầu tiên là cả hai nhiều lần diện những món đồ giống nhau khi chụp ảnh như mũ, kính mắt hoặc check-in chung địa điểm, thời gian. Sự trùng hợp về bối cảnh trong những bức ảnh khiến dân tình gần như chắc chắn cặp đôi đã đi du lịch chung hoặc hẹn hò tại nhà riêng. Tiếp đó, Puka là nghệ sĩ nữ Việt Nam duy nhất mà Jin Tuấn Kiệt theo dõi trên Instagram. Nam diễn viên còn cực kỳ chăm chỉ tương tác với các bài đăng của bạn gái bằng cách thả tim bình luận. Cách viết tiểu sử trên trang cá nhân của hai người cũng theo cùng một công thức. Trong một lần trả lời câu hỏi của fan, Jin Tuấn Kiệt cũng ẩn ý nói rằng mình đang nhớ một người có cung hoàng đạo là Thần Nông. Đây cũng chính là cung hoàng đạo của Puka. Nhiều người cho rằng nam ca sĩ ngầm thể hiện tình cảm với bạn gái. Một trong những người nhiệt tình đẩy thuyền và hay ghẹo chuyện tình cảm của Jin Tuấn Kiệt và Puka nhất là Trương Giang. Mỗi khi gặp mặt đàn em, danh hài thường xuyên nhìn bằng ánh mắt ẩn ý cùng những câu nói thật thật giả giả như: "Sao hai đứa này còn diễn hoài vậy? Người yêu của em là nam ca sĩ nhỏ hơn 5 tuổi hả?" Hay thậm chí là: "Nó không có quan hệ với biên tập đâu, nó có quan hệ với Puka." Có lần Lê Dương Bảo Lâm trêu Jin Tuấn Kiệt ngay tại một chương trình. Có một cô gái ở Đồng Tháp đang vò võ mong chờ: "Anh Kiệt ơi, cố lên Đồng Tháp chờ anh rước dâu." Và Đồng Tháp chính là quê của Puka. Trong khi đó, Ninh Dương Lan Ngọc lại tiết lộ kỹ hơn rằng Puka có một phi công siêu trẻ đẹp. Dường như những lần hợp tác trên phim ảnh và các chương trình truyền hình đã là cầu nối để cặp đôi chị em này có bước tiến xa hơn mối quan hệ đồng nghiệp. Dù là khi bị đồng nghiệp trêu ghẹo hay trước đó, Jin Tuấn Kiệt và Puka đều có những màn tương tác rất ăn ý, vui vẻ trò chuyện, đùa giỡn với nhau. Gần đây nhất khi tham gia chương trình Hành Trình Rực Rỡ, cặp đôi còn vào vai cô dâu chú rể tổ chức đám cưới theo phong tục miền Tây. Ekip của chương trình còn bắt được những khoảnh khắc hai người mải mê nói chuyện, có những cử chỉ quan tâm ngọt ngào dành cho nhau ở một khoảng trời riêng. Trong một lần chia sẻ về gu đàn ông, Puka tiết lộ: "Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chọn một người có thể chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi là được. Một người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc là người khiến tôi luôn thấy bình yên trước sóng gió cuộc đời." Nữ diễn viên nhận xét Jin Tuấn Kiệt là người hiền lành và chân thật. Trước khi yêu Jin Tuấn Kiệt, Puka cũng từng có một cuộc tình dang dở với đạo diễn Diệp Tiên. Chuyện tình cảm của nữ diễn viên Puka và Diệp Tiên được gia đình hai bên ủng hộ. Năm 2018, cả hai từng dự định kết hôn. Những hình ảnh với loạt khoảnh khắc tình cảm, hạnh phúc suốt khoảng thời gian mặn nồng cũng khiến nhiều bạn bè và người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Cặp đôi được cả hai bên gia đình rất ủng hộ, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ khi tính đến chuyện kết hôn: "Tôi với anh Diệp Tiên cũng đã ở tuổi 28 và trên 30 rồi. Tự thấy mình đã già nên khi yêu chúng tôi nói với nhau là sẽ yêu nghiêm túc, tính chuyện nghiêm túc vì cả hai không còn ở cái tuổi yêu nhau để tìm hiểu, hẹn hò này nọ nữa." Tuy nhiên vào năm 2019, trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên Puka khiến khán giả bất ngờ khi đăng tải một bài báo kèm dòng trạng thái: "Dù chia tay thì quá khứ vẫn là điều tốt đẹp, nhưng không ai sống cho quá khứ, người ta chỉ sống cho hiện tại và nhìn về tương lai thôi." Với bài đăng này, Puka chính thức xác nhận đã chia tay với bạn trai Diệp Tiên sau 3 năm hẹn hò. Được biết, cặp đôi đường ai nấy đi từ cách đây 4 tháng, nhưng giữ kín thông tin đến giờ. Nhiều bạn bè trong nghề như Nam Thư, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm đều gửi lời động viên Puka vượt qua cú sốc tình cảm. Người hâm mộ thì tỏ ra tiếc nuối, bởi trước đó Puka và Diệp Tiên từng tiết lộ chuyện chuẩn bị làm đám cưới. Nói về quyết định chia tay, Puka cho biết: "Chúng tôi chia tay trong hòa bình, không có bất cứ sự tranh chấp gì về tài sản.
Hiện tại, chúng tôi vẫn trò chuyện với nhau. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý trước khi quyết định nên không ai bị sốc, hụt hẫng. Puka cũng phủ nhận việc có người thứ ba xen vào mối quan hệ, nữ diễn viên khẳng định. Tôi nghĩ trong tình yêu khi hết duyên thì đường ai nấy đi, tôi không muốn đổ lỗi cho bất cứ ai. Ở đây tôi và anh Tiên đã nói chuyện với nhau nhưng không giải quyết được mâu thuẫn. Hơn nữa anh ấy lại sắp đi Mỹ định cư, vì vậy chia tay sớm sẽ tốt hơn cho cả hai. Chính lời chia sẻ này đã hé lộ một phần nguyên nhân khiến Puka và Diệp Tiên chia tay là bởi không thống nhất được quan điểm về chuyện nam đạo diễn chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Được biết nhiều năm nay bố mẹ và chị gái Diệp Tiên đều đã sang Mỹ định cư. Đặc biệt bố Diệp Tiên là nghệ sĩ nhân dân Diệp Lang đã lâu không về nước vì tuổi cao sức yếu. Được biết một cô gái vui tươi dí dỏm, sở hữu ngoại hình tươi sáng, nhiều năng lượng như Puka nhưng lại từng trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, tưởng chừng ngộp thở giữa hoàn cảnh phũ phàng và không biết ngày mai sẽ ra sao. Puka có quãng thời gian dài hạnh phúc trong sự sung túc, ấm no, thậm chí là dư giả của một gia đình có điều kiện. Tuy nhiên, ở đời chẳng thể biết trước được điều gì. Hôm nay bạn có thể đứng trong tòa lâu đài nguy nga, nhưng sớm mai thức dậy lại là một mảnh đất hoang tàn. Biến cố gia đình bị phá sản đã khiến Puka bị sốc. Nó thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh của cô. Từ một người tiểu thư, trước nay chưa từng làm gì nhiều, sống trong sự sung sướng bấy lâu nay, giờ phải bơ vơ ở nhờ hết nhà bạn này đến nhà bạn khác. Lo suy tính ăn tiêu sao cho thật cân nhắc trước sau. Đó quả là một điều kinh khủng. Ở tuổi 19, đứng trước cám dỗ khi mới bước chân vào đời, mới bước chân vào showbiz, chỉ cần đi sai đường là mất hết tất cả. Nhưng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, người ta lại thấy một Puka mạnh mẽ, chín chắn, nghị lực và vẫn nụ cười tươi ấy nhưng thoáng hiện sự điềm đạm trưởng thành. Bây giờ khi khó khăn gia đình đã lắng xuống, cuộc sống của diễn viên 9X đã ổn định hơn và điều đó khiến cô càng trân trọng và yêu thương người thân của mình. Ghi dấu với khán giả bởi lối diễn xuất thuần thục, vào vai đầy cảm xúc hay là nhân tố mang lại tiếng cười nghiêng ngả cho khán giả, đó là một sự thành công mà diễn viên Puka đã cố gắng mang đến cho mọi người trong từng vai diễn. Tham gia con đường nghệ thuật khi gia đình đang gặp biến cố, Puka những tưởng sẽ bỏ ngang ước mơ của chính mình, nhưng với cái may mắn là được chỉ bảo, dìu dắt của nhiều nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm, cùng sự giúp đỡ của bạn bè, Puka lại lần nữa có cơ hội vẽ nên đam mê của mình. Xuất hiện trên sân khấu thế giới trẻ, Puka là cái tên quen thuộc và là gương mặt được công chúng yêu mến khi hóa thân vào các vở diễn Mỹ Nam Đại Chiến The Dream Boys, Chuyện Tình Bangkok, Đời Như Ý hay Thần Tiên Cũng Nổi Điên. Cô luôn cố gắng hoàn thành vai diễn một cách tốt nhất, cống hiến cho nghệ thuật một cách nghiêm túc, cùng sự đổi mới cách diễn một cách tích cực đã mang lại nhiều thành quả cho Puka. Giờ đây, nữ diễn viên Đồng Tháp là nhân vật trẻ hiếm hoi, gây được tiếng cười vô tư, có phút giây giải trí thoải mái cho người xem. Với lối diễn biến hóa, thông minh, pha chút tưng tửng, đôi khi giạt rào cảm xúc và lấy nước mắt của rất nhiều khán giả ở các vở diễn mang màu sắc chính kịch lẫn hài kịch. Ngoài ra, Puka còn là một người năng nổ tích cực khi thường xuyên xuất hiện trong phim điện ảnh, phim truyền hình, ví như trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Mặc dù chỉ là vai trinh, diễn viên phụ nhưng nữ diễn viên hài vẫn để lại ấn tượng với khán giả. Với lối diễn tự nhiên, vào vai bén khi hóa thân thành người em chồng lơ ngơ, ngơ ngáo nhưng cũng đầy toàn tính của công.